Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, 55 xe trong số hơn 300 xe BMW và Mini đầu tiên được Thaco nhập khẩu đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo hình ảnh giấy chứng nhận xuất xưởng bằng tiếng nước ngoài mà chúng tôi có được, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và lắp ráp xe cao cấp Thaco, Thaco Premium là đơn vị nhập về lô xe BMW và Mini hoàn toàn mới và bên gửi hàng chính là BMW tại Đức. Trong đó, có 21 xe BMW và 34 xe Mini mới cập cảng thành phố Hồ Chí Minh có xuất xứ từ Mỹ, Đức, Anh và Hà Lan. Được biết, đây là 55 xe trong số lô hàng hơn 300 xe BMW và Mini đầu tiên được Thaco nhập khẩu. Những chiếc xe BMW nhập khẩu thuộc dòng BMW 3 Series, 4 Series, 5 Series và X Series. Trong khi đó, các mẫu xe Mini bao gồm Cooper, Cooper S và Countryman. Nổi bật nhất trong lô xe BMW đầu tiên mà Thaco nhập khẩu về là mẫu X5 mới. Kể từ phiên bản đầu tiên được giới thiệu vào năm 2000, X5 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những người mong muốn sự tiện dụng nhưng có niềm đam mê sức mạnh. Xe sử dụng nội thất da Dakota sang trọng, màn hình trung tâm 6.5 inch với viền chrome tinh tế, đẳng cấp. Bên cạnh đó, hàng loạt công nghệ hiện đại đặc trưng của BMW áp dụng trên X5 như động cơ Twin Power Turbo hay công nghệ X-Drive tối ưu hóa khả năng phân bổ lực. Trong khi đó, điểm nhấn của Mini dưới mạng lưới phân bổ của Thaco là Countryman hoàn toàn mới. Tuy chưa được chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam, nhưng một số thông tin cho thấy phiên bản hoàn toàn mới của Mini Countryman sẽ được trang bị những tính năng nổi bật so với thế hệ cũ. Bổ sung thú vị nhất cho Countryman có lẽ là phiên bản Cooper S All 4 với hệ thống chuyển động thông minh phân bổ lực cho cả 4 bánh xe. Trước đó, vào tháng 9 năm 2017, BMW châu Á đã thông báo về việc BMW sẽ chọn Thaco trở thành nhà đầu tư và nhập khẩu xe BMW, Mini và BMW Motorrad tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. BMW châu Á sẽ kết thúc hợp tác 4 năm với công ty ô tô Simdabi, nhà đầu tư lớn của công ty cổ phần ô tô châu Âu, tại Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sự xuất hiện của các xe BMW và Mini mới 100% do Thaco nhập hứa hẹn sẽ làm thị trường trở nên sôi động hơn và đem lại nhiều giá trị lựa chọn cho khách hàng Việt Nam. Bởi lẽ, ngoài lô xe vừa rò rỉ nói trên, chắc chắn Thaco sẽ tiếp tục nhập thêm nhiều hơn nữa đối với cả hai thương hiệu BMW và Mini. Cùng với đó, các sản phẩm của Thaco đã trải dài từ phổ thông tới hạng sang, chưa kể tới các mảng xe tải, xe buýt từ thương hiệu Fuso mới, Thaco nắm giữ từ tay Mercedes-Benz Việt Nam. Được biết, với chiến lược của Thaco, lắp ráp trong nước và xuất khẩu xe sang các thị trường trong khu vực ASEAN sẽ là mục tiêu dài hạn. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.